Chụp hình đó, nhưng mà chụp trên đó thì mà ghét trở thành cái điểm là check-in. Trời nó đông, một cảnh tượng kinh khủng. Biết là đông mà không ngờ mà đông như vậy. Mùa du lịch mà. Mà chụp trong này thôi. Cái nhà mình đang ở trong khu viên này là cái khu vực mở tầng luôn. Dạ mọi người cho em xin ít phút thôi. Dạ thông báo sơn cái mọi người ở trong cái khu viên này là bảo tàng lưu. Bảo tàng lưu này ban đầu xây dựng là không phải xây dựng, đó là bảo tàng. Và trước đó là cung điện, và trước đó nữa đó là cái pháo đài Hương Thế để chụp thông xe. Dạ, nhà mình tưởng tượng kia nó là nguyên một cái dòng sông Sen chảy vào cái trung tâm á. Thì ngày trước cái bảo tàng lưu này đơn thuần nó chỉ là hai cái pháo đài thôi, tại vì người Viking ở khu vực phía Bắc á, người ta hay tràn vô trong dòng sông Sen này, cái bắt đầu là họ đánh phá cái vùng này, cho nên nó mới xây dựng pháo đài bên đó. Lần lần thì ta xây dựng thêm những cái công trình phụ và nó trở thành một cái cung điện. Mãi đến 1793 thì mới chính thức trở thành cái bảo tàng. Bảo tàng ngày trước á, là Napoleon sử dụng cái nơi này làm cái bảo tàng, tại vì nó có một cái cung điện Tuileries nguyên cả một cái hãng nhà vườn rất là lớn. Đây bây giờ nó trở thành một cái công viên lớn nhất của Paris, công viên Tuileries. Tại vì năm 1789 nguyên cái cung điện Tuileries này quân cách mạng lên là đốt sạch rồi. Đó cho nên là bây giờ người ta làm cái công viên. Và ngay chỗ cái ngăn cách giữa cái cung điện Mu và cái cung điện Tuileries thì nó có cái khải hoàng môn. Và cái khải hoàng môn này nhà mình nhìn cái nét nó tương tự trong cái khải hoàng môn ngoài kia. Cái khải hoàng môn Constantine ở Roma, ngay cái đấu trường La Mã ngày cuối trong chuyện truyền tour, mình có đi tham quan chỗ đó mình thấy nó rất là giống. Và cái khải hoàng môn này, đây là cái nơi ngăn cách giữa cung điện Lu và cái cung điện Tuileries. Và cái khải hoàng môn này ban đầu khi mà Napoleon xây dựng là cùng thời điểm năm 1806, là cái khải hoàng môn lớn của người ta, nhưng mà nó không có cái đàn cửa bên trên. Cái đàn cửa phía bên trên đó là cái giai đoạn mà Napoleon đi đánh chiếm cái vùng đất của đi ngày trước là nước Cộng hòa Venezia, không phải là nằm trong nước Đức, bây giờ là nằm trong nước Đức, do đó là cái nước Cộng hòa rất là giàu có. Thì ông qua đó ông thấy cái bức tượng này, gọi là bức tượng nhà thờ Thánh Mát, nó lớn mà đẹp quá, và đó là cái bức tượng mà đắt nhất ở đất nước Venezia. Ông bắt ông đem về đây, thì ông đặt ở trên cái cổng khải hoàng môn đó. Nhưng mà bây giờ cái nguyên bản của nó là sau khi Napoleon mất đi á, ngày trước làm cái bảo tàng của Napoleon, cứ ông đi đến đánh cái vùng đất nào thì cái gì quý giá nhất của vùng đất đó cái ông lôi về bán, cái gì quý giá nhất lôi về bán bỏ luôn đây. Sau này á thì người ta hiến tặng cái bảo tàng này ngoài cái mục đích để cho du khách tham quan, thì đó là cái trung tâm nghiên cứu lịch sử ngoài thế giới, nghĩa là Âu Úc, Mỹ, Á, Phi ở đâu mà có những cái cổ vật nào mà người ta không thể gìn giữ được nên giao cho bảo tàng luôn. Ở đây thì nhà mình sẽ thấy bảo tàng lưu nó sẽ kéo dài từ cái cánh trái nguyên cái hình chữ U kéo dài mãi đến tận bên kia. Và đặc biệt là mỗi năm về là 75 triệu euro cho dành cho đường phố của nước Pháp. Ngoài việc là bán vé ra thì cái treo banner quảng cáo là một cái chi phí rất lớn của bảo tàng lưu. Mỗi năm thì đón 75 triệu lượt khách lần đầu. Thì năm 1989 người ta xây dựng cái cổng đi vô trong cái bảo tàng luôn ở bằng cái kính. Đây là ông em Tây, một cái vị kiến trúc sư người Mỹ gốc Hoa. Ông cho thiết kế ba cái dự áp lực, nhà mình trình hai bên là cái này cái
Chúng ta sẽ tập trung ở kia lúc 4:20 xuống dưới tầng hầm. Xin lỗi, 5:20 thì cái kim tự tháp này cái mái cầu khi mà lên dự án xây dựng nó không ai chịu làm. Người ta nói là nguyên cả một cái lâu đài đang đẹp về tự nhiên làm mấy công kính. Thì ở đây ông giải thích rằng á tự nhiên luôn nó không chỉ bây giờ hiện tại mà nó còn trường tồn về sau này nữa. Và cái ý nghĩa của nó như vậy cho nên là người ta chấp nhận cái hình thù này. Và cái thứ hai, nếu anh chị đọc Dan Brown thì có mật mã Da Vinci á, thì đây là một trong những cái mật mã mà người ta để hình tượng của chén thánh ở phía dưới kim tự tháp này. Chút xíu nữa mình xuống mình sẽ thấy một cái cục đá nhô lên, không biết có thật hay không. Chén thánh cũng là một trong những cái kỳ tích cả nhà ha. Rồi nhà mình nhìn phía bên tay phải và mình sẽ thấy tượng một cái ông cưỡi ngựa, đó là vua Louis 14. Louis 14 là cái thời kỳ đầu tiên, đó là vua Henry là vua của nước Anh qua trị vì nước Pháp thế kỷ 17. Thì sau đó là mở ra triều đại Bọc Mông, là triều đại của Louis 13, 14, 15, 16, kết thúc là vua Louis 16. Thì ông Louis 14 này tại đặt tượng ở đây là tại vì cái thời điểm đó là ông này giàu có nhất, thu thuế nhiều nhất, đâm ra là trong lòng dân nó phẫn nộ. Và lúc bấy giờ ông giàu có nhất cho nên là ông di chuyển nguyên cái lâu đài của nước Pháp rời cái con còn ở lâu đài bên tay là lâu đài nước là nó nằm ở ngoại ô, chúng ta chỉ ở bên đi một đêm thôi, nên là chúng ta không có thời gian, không phải có lâu đài bên tay. Đặt bức tượng của Louis 14 để giấu cái thời kỳ mà Louis đã cung cấp giờ ra ngoài không? Dạ rồi, nhà mình có thể chụp ảnh ở phía bên trong.